Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình, và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em thông tin nó lại cực kỳ là hay ho luôn. Ok, lúc này mình đang có mặt ở bên server Indonesia và đây là mình đang sử dụng tài khoản của bạn tên là bạn Khải 3K. Thì ông này thì mình đã từng review một lần rồi. Bạn này cũng còn ít tuổi thôi, nhưng mà bạn ấy không chơi server Việt Nam thì bạn ấy bảo server Việt Nam nó này nọ lọ chai. Đấy, bạn quyết định qua server Indo, mà bên server Indo ấy đang có sự kiện nó ngon, nó phải gọi là ngon nhất từ trước đến nay luôn. Cái sự kiện này mà mang về Việt Nam thì tôi nói với anh em nó hết nước chấm. Đấy, mỗi tội là nó lại không có server Việt Nam, nó là sự kiện Gold Diamond Shop. Đấy, anh em cứ đây tôi sẽ gọi đây là sự kiện kim cương ảo. Đấy, kim cương ảo mà đồ thật anh em ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một chuỗi những cái nhiệm vụ để chúng ta nhận được các loại kim cương ảo. Đấy, và kim cương ảo này chúng ta có thể mua để bù trừ vào lượng kim cương thật mà chúng ta còn thiếu khi mà chúng ta mua một cái đồ gì đấy. Đấy, ví dụ như ở đây thì là bạn Khải, bạn ấy có làm hết một loạt tất cả các cái nhiệm vụ rồi. Đấy, bạn làm hết tất cả nhiệm vụ rồi. Ở đây thì sẽ nhận được một đống kim cương ảo. Đây, tôi sẽ nhận hết kim cương ảo về. Thì tổng kim cương ảo mà đang nhận được đó là 280 này, 320 rồi 380. Thì chúng ta có thể rút cái kim cương ảo về. Cứ mỗi lần chúng ta rút 100 kim cương ảo, chúng ta được cộng thêm là 25 kim cương ảo. Tức là mỗi lần rút về được 125 kim cương ảo. Đấy, kim cương ảo để làm gì? Ví dụ như anh em nhìn thấy ở đây nhá, chúng ta có cái thẻ vô cực. Đấy, có giá là 500 kim cương. Đấy, bên này thẻ vô cực nó đắt hơn, thì là 500 kim cương. Thì mình có thể dùng 500 kim cương ảo này để mua cái thẻ vô cực đấy mà không mất một xu. À, vẫn sẽ mất một chút kim cương thật. Đấy, mình sẽ mất là một chút kim cương thật. Ví dụ nha, nếu mà mình thích dùng kim cương thật thì sẽ là 250 kim cương thật. Đấy, nhưng nếu mà mình muốn dùng kim cương ảo để mà mình mua ấy thì nó sẽ chỉ còn có 9 kim cương thôi. Đấy, tất cả các cái đồ trong cái shop kim cương ảo nó đều như thế cả. Đấy, cái này tôi không biết là Việt Nam phải dịch là gì. Đấy, nhưng mà nó được gọi là shop kim cương ảo anh em ạ. Ui, để tôi cho anh em xem. Tôi cho anh em xem nó phải gọi là hết nước chấm. Đấy, mình rút về. Ui xôi, thẻ vô cực còn 9 kim cương. Nói gì đi anh em, thẻ vô cực còn 9 kim cương luôn. Bộ đồ Tuliver còn có 375 kim cương. Cả cái skin gọi là chim gõ kiến thần ma còn có 9 kim cương ạ. Ôi, nó phải gọi là hết nước chấm. Hết nước chấm luôn. Anh em thấy được đó không? Thế là nói chung là cái sự kiện này ấy, nó cho phép chúng ta sử dụng cái kim cương ảo cầy được ở trong game để mà mua bù trừ vào cái lượng kim cương còn thiếu ở những cái đồ mà phải mua kim cương bình thường. Nếu mà thích thì có thể bỏ kim cương ra mua luôn, còn nếu không thì có thể dùng cái kim cương ảo để mua. Tôi nói với anh em là cái sự kiện này nó quá ngon. Đấy, và tôi vừa ra kiểm tra thì ông Khải 3K này là tháng nay chưa mua thẻ vô cực. Đấy, tỉnh ra phết đây anh em ạ, tỉnh táo ra phết. Chưa mua thẻ vô cực thì bây giờ mình sẽ mua với cả cái shop kim cương ảo này thì bạn này sẽ có thẻ vô cực luôn. Đấy, confirmacy. Ui xôi ôi, ăn ngay quả thẻ vô cực anh em ạ. Elite Pass Privilege Card. Đấy, nó là thẻ vô cực. Ở bên này nó là dịch ra là thẻ vô cực. Ui xôi, nó lại gọi là thơm anh em ạ. Nó gọi là quá thơm, đội bán cơm. Mai lại cầy kim cương ảo tiếp. Đổi mua ngộ không ca beo la. Rồi thì chim gõ kiến. Rồi mấy bộ trang phục. Rồi bom keo Machioska. Rồi hành động. Rồi bom keo Dino. Rồi bom keo cái gì nhỉ? Bom keo cái gì cười cười ấy. Đấy, ui xôi ôi, nó phải gọi là sự kiện để thơm thật sự ạ. Đấy, mua với giá 9 kim cương một cái thẻ vô cực. Tôi phải nói với anh em là shop huyền bí không bằng. Đấy, không thể bằng shop huyền bí. Shop này nó gọi là shop bố của shop huyền bí. Đấy, shop này nó gọi là bố của các loại bố ở trong các loại shop ở trong Ghana Free Fire. Yêu cầu là bên Ghana Free Fire Việt Nam ra ngay và luôn cái sự kiện như này. Không hiểu sao bên Việt Nam không bao giờ thấy ra sự kiện như này ạ. Ra ngay và luôn cho tôi. Đấy, ra ngay và luôn, luôn và ngay nha anh cả dán nha. Đừng có ra mấy cái sự kiện gì khác, ra luôn cái sự kiện này cầy. Tất nhiên là sự kiện này chúng ta vẫn mất một tí kim cương, nhưng mà về cơ bản thì là về cơ bản thì chúng ta vẫn sẽ cầy. Đấy, và khi mà đủ số lượng kim cương ảo thì cứ thế mà húp quà mà thôi. Đấy, đủ số lượng kim cương ảo thì cứ thế mà mình mạnh dạn húp quà. Đấy, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Không có cái gì gọi là mệt mỏi, khó chịu, không có gì gọi là khó khăn cả. Ok, thì ở bên này nó còn đang có một sự kiện nữa. Đấy, nó lại còn đỉnh của chóp luôn. Đấy là tăng 100% cơ hội để trúng vòng quay mắn vàng, vòng quay mắn súng. Đây, tôi cho anh em xem. Đây, các bạn này và vòng quay chế tác. Đây, tôi cho anh em xem nhá. Đây, server Indo anh em nhá. À, cái này thì không có này. Đấy, tôi cho anh em xem. Đây, tôi vào cái vòng quay vàng này. Đấy, xong rồi tôi vào trong mục này, tôi cho anh em xem. Nó chỗ nào nhỉ? Đây, cộng 100% cái khả năng trúng quà
Đấy, cộng 100% khả năng trúng đó là cái chế tác, và cộng 100% khả năng trúng skin súng vĩnh viễn. Ui, đấy anh em thấy số 100% không? Nó phải gọi là đỉnh luôn. Đấy, nó phải gọi là đỉnh của chóp chọp của đính anh em ạ. Không thể nào mà chê vào đâu được. Ok, bây giờ đến một số thông tin liên quan đến UV33. Chúng ta sẽ có tăng tầm bắn của các loại súng trường. Parafan sẽ cộng thêm 5% tầm bắn. Đấy, AN94 5.4% tầm bắn. AUG cộng thêm 6% tầm bắn. XM8 5% tầm bắn. Và SCAR 5% tầm bắn. Do tất cả các súng OB, súng trường của UV33 đều được tăng tầm xa. Đấy, ở đây thì chúng ta không thấy là có AK, tại vì hiện tại AK và M4A1 đang mạnh quá. Đấy, AK M4A1 Rosa đang mạnh quá. Thế là bên Ana Free Fire phải tăng thêm sức mạnh cho một loạt tất cả những cái súng trường. Đấy, để mà cho những cái súng trường này nó có khả năng để cạnh tranh với cả những cái khẩu khác. Chứ không thì mấy khẩu kia nó bá quá anh em ạ, thì mọi người không bao giờ mua skin súng này thì lại toang. Đấy, nói chung là thực ra cái vụ mà tăng súng trường ấy nó đúng thôi. Tại vì súng trường ở thời điểm hiện tại nó đang hơi yếu. Đấy, súng trường ở thời điểm hiện tại tôi phải nói với anh em nó đang hơi yếu như con quần chiếu luôn. À, một pha di chuyển lên đến vị trí của Rikaki, streamer gà nhất Việt Nam. Bên đi đổi thơm quá thì ăn húp ngay được quả thẻ vô cực của 9 kim cương, đỉnh thật sự. À, tôi đang dùng nick của bạn Khải 3K để bắn ở bên Indo này. Nói thật với anh em là trình độ bắn của bọn nó thì cũng ngang Việt Nam thôi. Đấy, không có gì đặc biệt cả. Đấy, bên server này thì nói chung là trình độ người chơi thì cũng ngang Việt Nam, cũng chả có gì khác cả. Rồi, ok, vừa thấy hai thằng trốn đây mà. Đấy, vừa thấy hai thằng ở đây rồi. Ui, quay mặt vào tường các bạn ơi. Ui, phản ứng không kịp. Ai, tội quay mặt vào tường, canh cầu thang, chả hiểu canh kiểu gì. Ai, canh cầu thang, úp mặt vào tường, úp mặt vào tường với chúng tôi này. Canh cầu thang, úp mặt vào tường là bạn dở rồi. Canh cầu thang, úp mặt vào tường là bạn quá sở rồi. Ngon, ai, làm ngay hai nháy. À, về các loại súng ấy thì mình sẽ điểm qua một chút. Đầu tiên chúng ta có khẩu AUG. Thì khẩu AUG là cái khẩu mà hiện tại vẫn đang tương đối mạnh trong Ana Free Fire. Nhưng không hiểu sao bên Ana Free Fire vẫn phải tăng thêm tầm xa cho nó làm gì. Tại vì tôi thấy khẩu đấy các em thủ chuyên nghiệp dùng khá là nhiều. Tiếp theo là XM8 chắc chắn là phải tăng tầm xa, vì XM8 chỉ ở ngắm 2x thôi. Đấy, thì nếu mà bắn mà nếu mà không tăng tầm xa ấy, nó bắn sẽ không hiệu quả. Về cái khẩu SCAR thì sáng nay ấy, thì có cái thông tin từ bên Free Fire News mà bên đấy hình như họ dịch nhầm, họ nói là cộng thêm 5% sát thương. Nhưng mà thực tế thì bên Ana Free Fire chiều nay họ đã công bố ngược trở lại là khẩu SCAR cộng 5% tầm bắn. Nên thực ra là 5% tầm bắn và 5% sát thương thì nó cũng đã tương đồng với nhau. Đấy, đại khái là bắn xa thì nó vẫn giữ được một cái lượng đam nó là tốt. Đấy, tiếp theo là khẩu Parafan thì cũng được cộng thêm. Thì tại sao khẩu Parafan lại phải được cộng thêm? Vì phiên bản tới chúng ta sẽ có chế tác Parafan. Đấy, chúng ta sẽ có chế tác của Parafan nên rõ ràng là bên Ana Free Fire họ sẽ cần phải tăng sức mạnh Parafan. Đấy, nếu Parafan nó thực sự mạnh ấy thì game thủ sẽ có động lực để bỏ tiền để mua chế tác hơn. Đấy, chứ bây giờ kiểu yếu mà ai người ta bỏ tiền để mua chế tác rồi đúng không anh em? Đấy, còn ví dụ như khẩu Pharmat ở đâu được tăng đâu. Đấy, khẩu Pharmat bây giờ khỏe quá, bây giờ khẩu Pharmat còn được tăng nữa thì chết. Đấy, ví dụ như tôi đang cầm Pharmat Vibu bắn không gọi mấy phát chêm thằng. Ôi giời ơi, ôi giời, nó ném quả lựu ảo thật đây, và nó ném quả lựu ảo quá anh em ạ. Thế mình toang rồi à? Ôi giời, nó ném quả lựu ảo ma Canada, Venezuela, Argentina thế nhở. Sáng nay thì mình đã có đưa tin về vụ đó là MP40 sẽ được tăng sức mạnh. Đấy, thì cái này bên Ana Free Fire cũng đã khẳng định rồi, MP40 sẽ được tăng sức mạnh rất nhiều trong phiên bản OB sắp tới. Thì lý do vì sao MP40 được tăng hệ tôi không rõ, nhưng mà có thể là gần đây thì mọi người ít sử dụng MP hơn, và bên Ana Free Fire thấy là mọi người bắt đầu chuyển qua dùng mấy khẩu như Tom Person này, rồi MP5 bây giờ dùng rất nhiều, đặc biệt là có MP5X. Bây giờ Ana cứ ra MP40X xem kiểu gì chẳng có nhiều người dùng. Chẳng qua là MP40 bây giờ bắn tầm xa nó không có lợi thế, thì bây giờ bên Nga nào Free Fire sẽ tăng cái tốc độ di chuyển khi chúng ta cầm MP40 để chúng ta áp sát đối phương, chúng ta thịt đối phương nó nhanh hơn. Đấy, đơn giản đấy thôi anh em ạ. Nói chung là tư duy của cái con game này nó cũng dễ dàng, nó không có gì khó khăn cả. Nó địch có cái thằng nó cứ đi tự sát là như nào nhỉ? Địch có thằng nó cứ trốn trong này nó tự tử anh em ạ. Ảo thật đấy. Ảo tung hết cả chảo tung lên vẫn thấy ảo. Ở đâu rồi? Chảy nó đâu nhỉ? Đấy, ở đấy thằng Kenalicha nó cứ tự sát anh em ạ. Ảo ma Canada. Ôi, ảo ma Canada bên server Indo nhiều ông phong cách chơi à đuổi lắm. Đấy, nhiều ông chơi bời nhú nhăng lắm, chả phải vừa đâu. Nhiều ông chơi bời nhú nhăng thật sự đấy. Nào lên thôi.
Một pha đẩy lên đến vị trí của Rikaki, streamer gà nhất Việt Nam. Tôi đang chơi nick ông Khải 3K, mình thao hổ phá anh em ạ. Thao hổ phá nick, tội gì không phá nick. Ui dồi ôi. Thằng nào đây cậu xử lý khẩu AK nào. Nói chung AK thì chả có gì thay đổi cả. AK M4 là một format M14 với khẩu mọi người đang sử dụng nhiều ấy, thì không có gì thay đổi, hay là khẩu chim bói cám như vậy. Thì rõ ràng là bây giờ với cả ở trong phiên bản tới ấy, chúng ta sẽ có tới hai khẩu súng trường mới ra mắt, đó là khẩu F2000. Đó rồi, và con hàng này và khẩu F2000 và khẩu G36. Thế nên là bên Anavify nếu mà họ không tăng sức mạnh lên ấy, thì họ sẽ người ta sẽ chuyển hết qua sử dụng súng trường mới, thì họ sẽ không bán được mấy skin súng trường cũ. Đơn giản thế thôi. Này chạy đâu con sầu rồi, bắn hỏng người luôn. Bắn hỏng người luôn. Ok, còn một thằng nữa kìa. Lại còn thằng AFK. Thôi lại win rồi. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu anh em thấy những thông tin mình mang đến cho anh em là vui vẻ, bổ ích, lành mạnh, thì anh em đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại anh em trong những cái video lần sau. Tôi đi tìm nốt thằng dở hơi kia rồi. Và không tìm cái thằng dở hơi kia đâu cả. Và chả hiểu trốn đâu anh em ạ. Em chả hiểu trốn đâu. Hảo thật đấy. Ok, bye bye anh em nha. Và chúc anh em có một ngày thật sự là vui vẻ.